Rồi, em xin kính chào tất cả anh em. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của Trung Anh. Hôm nay rảnh thì trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ gom vác lại, chuẩn bị ô tô tới, mình sẽ xúc lên ô tô. Nay cắt nhiều quá cho nên mình phải gom thành đống. Do cái cần mình mới không tới thì mình sẽ gom lại. Cứ rảnh thì mình chạy vô mình gom thôi. Còn lúc ô tô tới thì mình sẽ xúc lên xe. Cũng như là hôm nay thời tiết nắng đẹp, em cũng xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui và một ngày mới thật nhiều may mắn. Hôm nay một mình em xúc 3 xe nên cũng có thời gian gom cát. Còn ngày qua thì một mình em xúc tiến 6-7 xe, không có thời gian xe quá, sợ ô tô người ta đợi lâu mình không có thời gian đi gom. Này có 3 xe thôi, anh em ô tô chạy cũng xa nên mình có thời gian di chuyển vào trong để đi cát ra ngoài, vì cái tầm 140 này cần nó cũng hơi ngắn, với lại cái địa hình mình làm đang là bên lớp nên rất là khó di chuyển, thì tới lui thì nó cũng hơi bất tiện, cũng như máy xúc máy xích dễ tới lui thì bên lớp. Thì những anh em đã quen bên xích rồi là bên lớp thì sẽ hơi khó một chút, đặc biệt là di chuyển kéo tới lui và xoay sở xe nó không như là dễ như bên xích. Đặc biệt là lưu ý là những anh em mới vào nghề mới đào bên lớp thì không nên làm cái bể xuống ô tô cao quá, vì anh em làm cái bể cao quá thì thứ nhất là khó leo lên, hai nữa nó sẽ nguy hiểm. Những anh em đã kinh nghiệm rồi thì xử lý thì nó dễ, còn anh em mới làm máy đào bên lớp thì nó hơi bỡ ngỡ, nó hơi khó, cho nên mình không nên làm cái bể cao quá, đặc biệt là những cái bể mà nền cát. Cái này thì mình xích làm quá ok luôn anh em, còn bên lớp làm thì nó hơi mệt một chút. Từ ngày mình đi tới đâu mình cũng làm được, đi vào tới đó. Do đất đai ở đây nó khan hiếm cho nên không có đất làm đường. Ở đây thì môi trường toàn là cát không à, để mà kiếm được đất làm đường thì hơi bị khó nha anh em, cũng tắc đất tắc vàng đấy. Thì ở đây là đảo Phú Quốc mà, thì chủ yếu là gần biển là toàn là cát không à, đa số là mình gom cỏ lá cây sa bàn thì mình làm đường đi vào xúc cát thôi. Lúc trước kia thì đến cái bãi nguyên cái bãi lớn luôn, nói chung là không phải dịch máy đi đâu cả, đứng ngay vị trí là xúc cát thôi, vì là cái bãi cát đó là nó rất là nhiều, cứ mình xúc tới đâu là cát nó chạy xuống tới đó. Còn bây giờ là giống như mình bị xúc móc nên mình móc lại thì bắt buộc là phải làm một con đường, rồi mình phải chịu khó thời gian rảnh phải dời ra để dành khi nào mà có ô tô tới thì mình sẽ xúc lên xe. Cho nên video này em xin gửi tới tất cả mọi người, từ bên xích với bên lớp, cái nào mà mình làm dễ hơn thì chắc chắn là bên lớp thì làm việc nó sẽ khó hơn rồi, vì cái những địa hình và môi trường bên lớp làm nó rất là khó, nó không được thuận lợi như bên xích. Thì đặc biệt là có những nơi lúc này hay là những nền cát như thế này, hoặc là có những nơi chặt hẹp, hoặc là những cái địa hình khác nữa, hoặc là địa hình mình trèo lên núi, mình mở đường đèo này kia thì bên lớp làm rất là khó. Thì nếu mà anh em đã làm kinh nghiệm rồi thì sẽ không sao, cái cách xử lý anh em mới vào làm chưa quen thì nó bỡ ngỡ, nó bấp bênh, không quen xử lý có thể là nó gây ra tình trạng không may ngã lật xe này kia. Lớp muốn làm được bánh lớp mà kinh nghiệm thì anh em mất thời gian dài muốn làm kinh nghiệm được, không như bánh xích thì anh em làm vài ngày nó sẽ quen, tháng này tháng thì anh em cũng đã kinh nghiệm làm việc rồi, còn kiểu bánh lớp thì anh em cũng làm thời gian nó lâu hơn, vì cái môi trường bánh lớp làm thì nó luôn luôn khó hơn bánh xích.